so với trước đây việc chúng ta có thể sở hữu một tấm bằng cử dân không còn là quá khó khăn thậm chí thời nay có rất nhiều những dịch vụ trao đổi bằng giả với mức giá trẻ bất ngờ và được hoàn thành trong thời gian rất sớm và đó cũng chính là những cam kết của những dịch vụ làm bằng giả quảng cáo trên mạng trong khi đó các trường đại học khẳng định không thể có chuyện tuồn phôi gốc ra ngoài đây chính là một trong những vấn đề khá nhức nhối hiện nay thế nhưng vì sao những tình trạng này vẫn được tồn tại mà vẫn chưa được giải quyết triệt để hy vọng rằng các nhà chức trách sẽ có hướng giải quyết cụ thể với hành vi lách luật như thế này để không còn xảy ra trong tương lai các bạn nghĩ sao về những hành vi trên hãy cùng chia sẻ với chúng tôi nhé